Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Chắc hẳn các cậu vừa có một khoảng thời gian đau tim cùng rất nhiều video kinh dị của chúng tớ đúng không nào? Để thay đổi không khí cho kênh, video ngày hôm nay chúng tớ sẽ mang tới một tác phẩm vừa hài vừa dị. Hơn nữa, nó còn đến từ ông hòa kinh dị Junji Ito. Chuyện của Ito Sensei không những không đáng sợ mà còn hài hước ư? Nghe đã muốn đọc thử rồi, phải không nào? Không chần chừ thêm nữa, chúng mình hãy cùng khám phá cuộc sống của gia đình Sensei cùng hai hoàng thượng qua nét vẽ của chính tác giả cho manga Cat Diary nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính Jae-kun, người mới mua nhà vào năm ngoái. Nhà mới có tường trắng, sàn bóng loáng và mùi hương mới tuyệt vời. Jae-kun sống ở đây cùng vị hôn thê yêu dấu, cuộc sống trông rất hạnh phúc. Một ngày, vị hôn thê là Eiko có hỏi Jae-kun rằng anh thích nuôi chó hay nuôi mèo. Jae-kun láo lỉnh trả lời rằng câu hỏi quá đột ngột, mà có lẽ anh thích nuôi chuột đấy. Nhưng đàn ông thì làm sao có thể chiến thắng vợ mình cơ chứ? Eiko đã trả lời rằng cô thích chó nhưng muốn nuôi mèo. Và tất nhiên, đó là lời thông báo, không phải câu hỏi. Jae-kun chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng mình rằng anh muốn nuôi chó, chó là người bạn trung thành của con người. Những ngày sau, có một gói hàng cực bự được giao đến nhà Jae-kun. Eiko thông báo cho hôn phu rằng đây chính là tháp mèo và cô cần anh giúp dựng nó lên. Jae-kun thắc mắc tại sao Eiko lại mua tháp mèo. Eiko vui vẻ đáp lời rằng cô đã nói sẽ đón bé mèo tên John từ nhà ba mẹ ở Chiba đến. Khuôn mặt Jae-kun giải thượt, anh hỏi lại về chú mèo tên John. Eiko kể rằng mấy tháng trước, khi hai người tới thăm ba mẹ, John cũng có mặt ở đó. Người ta gọi nó là con mèo với gương mặt bị nguyền rủa. Nhớ ra mèo John, Jae-kun dãy nảy với vợ sắp cưới. Anh không muốn con mèo John đến sống ở nhà mình, nhưng phản đối cũng vô dụng. Eiko sau đó vui vẻ đứng nhìn Jae-kun lắp ráp tháp mèo để chuẩn bị đón thành viên mới. Để chuẩn bị cho sự có mặt của John, Eiko tiếp tục đi mua những tấm phim chống cao về và yêu cầu Jae-kun giúp mình dán lên vách tường trong nhà. Jae-kun chỉ đành bỏ dở công việc. Anh chàng với vị trí thấp nhất nhà vừa làm vợ vui lòng bằng cách dán tường, vừa đau khổ trong suy nghĩ không chấp nhận John đến sống chung. Bức tường trắng hoàn mỹ của Jae-kun bây giờ đầy rẫy các tấm phim chống cao. Cứ tưởng là mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ còn cần đợi đón hoàng thượng John nữa thôi. Nào ngờ Eiko lại mang tiếp đến một tin sốc cho Jae-kun. Cô đã được bạn gửi cho chú mèo con là giống mèo rừng Na Uy. Sợ rằng chỉ có một mình John sẽ cô đơn, nên Eiko quyết định đón thêm một bé mèo về để hai boss lớn chơi cùng nhau. Khuôn mặt Jae-kun lúc này chỉ có thể nói là vô cùng đau khổ. Eiko đã nói chỉ cần có một, thế mà giờ vợ sắp cưới muốn có hai điện hạ. Giờ thì Jae-kun chỉ còn biết kêu gào không đồng ý trong bất lực mà thôi. Phép vua cũng phải thua lệnh vợ. Jae-kun vẫn phải lái xe đưa hôn thê đến triển lãm mèo ở Nagoya để đón chú mèo rừng Na Uy về nhà. Ngay lần đầu gặp hoàng thượng mới, Eiko đã thốt lên bởi vẻ đáng yêu xinh xắn của nó. Còn Jae-kun, anh ấy như người nhận được sự giác ngộ. Eiko sau đó quyết định đặt tên cho mèo con là Mư Ư. John là con mèo thứ tư. Vậy nếu tính theo thứ tự ra đời ấy, Mư Ư là con mèo có tên thứ sáu. Ngay khi Mư Ư được đón về, Eiko đã trở nên rất vui. Cô chơi với boss cả ngày. Thậm chí khi mẹ của Jae-kun tới thăm, bà cũng tham gia vào hàng ngũ phát cuồng vì Mư Ư xinh đẹp. Không thể chịu được nữa, Jae-kun xông tới tóm lấy Mư Ư một cách bạo lực. Jae-kun trông rất đáng sợ và đòi sẽ ăn sống Mư Ư. Ai ngờ anh ta lại chu mỏ ra hôn mèo con. Sau đó thì vừa ôm Mư Ư vào lòng, vừa gào lên sẽ ăn sống chú mèo. Tóm lại, anh ta cũng đã thành con sen phát điên vì vẻ dễ thương của hoàng thượng mất rồi. Chỉ có cái mồm là không chịu thừa nhận thôi. Cuộc đời nuôi mèo làm gì có ngày nào là sóng yên biển lặng. Hoàng thượng John cuối cùng cũng sắp tới nhà Jae-kun. Trong lúc John đang trên tàu từ Chiba tới, Jae-kun chờ đợi trong hoảng loạn. Con mèo bị nguyền rủa sắp tới nhà anh làm vương làm tướng. Khi Eiko mang John về nhà, Jae-kun chỉ có thể nấp để nhìn từ xa với đằng đằng sát khí trong ánh mắt. Lo lắng John lạ nhà, Eiko quyết định để mèo John ngủ cùng mình. À thì tất nhiên, Jae-kun rất thắc mắc anh sẽ phải ngủ với ai khi vợ bị John chiếm mất. Không cam lòng, Jae-kun rón rén xem trộm cảnh vợ mình và mèo John trong phòng. Anh tận mắt nhìn thấy con mèo bị nguyền ấy, trong mặt nó rõ đáng sợ, trên lưng lốm đốm những chấm lông đen tạo thành hình đầu lâu. Jae-kun tin rằng John đúng là con mèo bị nguyền rủa. Anh sợ hãi con mèo quỷ quái tới đây sẽ khiến nhà anh bị ám. Jae-kun chỉ biết ôm đầu mà chạy đi. Đêm ấy, Eiko khóc lóc tìm tới Jae-kun đang làm việc. Cô nói rằng John chẳng chịu ăn uống gì và trông rất buồn. Vì vậy, Eiko quyết định dành cả đêm nay để chăm sóc Eiko. Jae-kun cũng lo lắng và quyết định tới nhìn xem John thế nào. Thì ra,
John căng thẳng khi bị đưa tới một nơi lạ lẫm. Nhờ Echo tận tình chăm sóc, John đã khỏe lại. Chỉ 3 ngày sau đó, John và Mưa Ư đã thành đôi bạn thân. Một hôm, Jae-kun thấy vợ mình đang nghịch ngợm gì đó cùng với John. Anh tiến lại gần và phát hiện bé mèo John 1 tuổi đang ngậm ngón tay Echo, và đó là Kiss Kiss. Khi nhận thấy John không có gương mặt nguyền rủa đáng sợ, Jae-kun không chịu được nữa, anh thấy rất lạ. Sau đó thì... anh lại xông tới, tóm lấy John và đòi được John Kiss Kiss như vợ mình. Nhưng John chẳng thèm đếm xỉa Jae-kun mà phi ra khỏi lòng anh. Echo rất hả hê, cô nói rằng John chỉ làm vậy với mình, khiến Jae-kun ghen tị phát điên. Và đó là toàn bộ câu chuyện đầu tiên về những tháng ngày đầu tiên John và Mưa Ư xuất hiện và cùng sống với đôi vợ chồng trẻ Jae-kun và Echo. Hãy cùng nhau tiếp tục trải nghiệm cuộc sống với hoàng thượng này nào. Jae-kun với căn nhà mới mua có tường trắng và sàn nhà bóng loáng này đã khác. Tường nhà thì đầy những tấm phim chống cao, sàn nhà đầy những vết xước, lớp sơn mới này có mùi lạ. Đi tìm hiểu về thứ mùi lạ đang xâm chiếm trong nhà, Jae-kun nhìn thấy hoàng thượng John đi vào chậu cát để hạ mình đi vệ sinh. À thì tất nhiên cái mùi lạ đó đến từ chậu cát mèo chứ còn gì nữa. Giờ thì Jae-kun đã nhớ ra mình đang là con sen hầu hạ cho hai con mèo. Lúc này Echo đi vào, cô cầm chiếc gậy có gắn lông và bắt đầu biểu diễn trò chơi với mèo cho chồng xem. Jae-kun ngẩn ngơ nhìn xung quanh, anh thấy John đang đùa nghịch khắp nhà, còn Mưa Ư thì đang cào khắp các tấm phim. Sau đó hai con mèo chuyển sang chạy nhảy khắp trốn. Jae-kun chỉ còn biết run sợ và sau đó thốt lên, John và Mưa Ư đang làm mọi thứ chúng thích trong nhà của mình. Không thể đứng ngoài cuộc vui, Jae-kun lập tức giật lấy chiếc gậy gắn lông và thể hiện cho vợ xem như thế nào mới là lắc gậy đúng cách. Anh chàng múa may quay cuồng, nhưng John và Mưa Ư lại ngồi im nhìn Jae-kun chứ chẳng thèm hưởng ứng gì sất. Lập tức Echo lại đả kích chồng khi nói anh không biết làm và phải luyện tập để được như cô. Nhìn Echo tiếp tục đùa nghịch cùng lũ mèo, Jae-kun chỉ biết run lên hỏi tại sao. Thương cảm cho chồng mình, Echo đã dạy anh cách lắc gậy sao cho thu hút lũ mèo. Trước hết phải dừng lại, sau đó mới lia gậy xung quanh. Jae-kun ngay lập tức tiếp thu và thử cách vợ nói. Anh chàng lại múa gậy như điên, nhưng John và Mưa Ư chẳng hào hứng lắm. Hai con mèo tự đùa nghịch với nhau chứ chẳng quan tâm đến Jae-kun. Jae-kun đành giận dỗi nói với vợ rằng chỉ là do cây gậy này dài và phức tạp nên anh mới thất bại mà thôi. Cuộc sống của gia đình có hai hoàng thượng lại êm đềm trôi qua. Bữa đó là một ngày họa sĩ Jae-kun phải thức khuya. Khi đã quá mệt và quyết định về phòng nghỉ, Jae-kun gặp phải cảnh tượng kỳ quặc. Mưa Ư đang ngủ dưới chân Echo, không thấy John đâu, còn Echo thì chùm chăn kín đầu. Có những tiếng động lạ đang phát ra từ giường Echo. Jae-kun cười khẩy nói rằng vợ chẳng thấy lừa mình đâu. Anh mạnh mẽ đến gần và kéo tấm chăn ra. Lúc này, Jae-kun chỉ nhìn thấy cảnh John đang liếm ngón tay vợ mình và vợ anh phàn nàn anh đang làm cụ lạnh. Có chút ghen tị, Jae-kun quyết định bế Mưa Ư sang ngủ cùng mình. Nhưng mèo con chẳng thèm chơi cùng anh. Nó lách khỏi chăn của Jae-kun và lại nhảy tót sang giường của Echo. Echo bèn giải thích rằng Mưa Ư là mèo rừng Na Uy, việc đắp chăn là quá nóng với nó. Jae-kun thắc mắc rằng nằm với anh thì rộng hơn, nhưng Echo lại khiến mặt chồng mình dài ra vì tức, bởi cô nói Mưa Ư chỉ thích ngủ cùng cô mà thôi. Jae-kun cảm thấy chắc chắn vợ mình có mưu mẹo để khiến lũ mèo mê tít cô nàng, nên anh bật dậy và quyết định trả đũa cho bỏ ghét. Để lôi kéo Mưa Ư sang giường mình, Jae-kun bèn đổ bánh ra giường mình, sau đó gọi Mưa Ư qua ăn. Lúc này không những Mưa Ư mà John cũng vội phi sang để ăn bánh. Nhìn thấy hai hoàng thượng trên giường mình, Jae-kun tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Tuy nhiên, ngay khi ăn xong, John và Mưa Ư lại nhảy tót về giường của Echo. Không bỏ cuộc, Jae-kun tiếp tục múa gậy để lôi kéo John và Mưa Ư, nhưng lại nhìn thấy một cảnh kinh hoàng. Echo tỉnh dậy gọi tên anh, nhưng khi quay mặt lại là khuôn mặt của một con mèo. Jae-kun bật dậy la hét hoảng sợ, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Jae-kun nằm xuống và cố quay lại giấc ngủ. Anh chợt sờ tay vào một thứ gì đó mềm và mượt như lông, tưởng rằng đó là Mưa Ư đã sang nằm ngủ cùng mình. Jae-kun mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy và khoan khoái vì nghĩ có Mưa Ư bên cạnh, Jae-kun mới phát hiện ra, hóa ra thứ anh sờ đêm qua chỉ là nếp nhăn trên tấm trải ga. Jae-kun có vẻ vẫn chưa nhận được sự sủng ái của hai hoàng thượng trong nhà. Chuỗi tháng ngày nỗ lực để được hai boss lớn quan tâm của Jae-kun lại tiếp diễn. Vào những ngày sát thời hạn nộp bản thảo, Jae-kun luôn mệt mỏi và áp lực. Để nhanh chóng tỉnh táo khi phải chạy deadline, một đêm nọ, Jae-kun dậy đi rửa mặt. Và khi quay lại bàn làm việc, anh sợ hãi khi thấy một con sen mù to khổng lồ. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại, Jae-kun phát hiện đó thực ra là John đang nằm dài trên sàn. Khi nhìn thấy John ngồi dậy tự liếm láp, Jae-kun nhận ra mình đang quá mệt mỏi nên mới nhìn nhầm linh tinh. Trước khi quay đi, Jae-kun nhìn lại khuôn mặt John một lần nữa.
nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Jaekun lại gặp ảo giác. Anh nhìn thấy John biến thành một con rắn béo ục ịch, ngắn tũn, trông đấy là gì? Thậm chí Jaekun còn thấy hoảng sợ. Jaekun cứ liên tục chỉ vào John và nói, đó là con Tsuki Noko và phải bắt lấy nó nhanh lên. Khi nghe thấy tiếng động, Eiko đến kiểm tra và nói rằng đó là John ma. Điều này khiến Jaekun tỉnh táo lại khỏi cơn ảo giác. Vội vàng đi rửa mặt, Jaekun quyết phải vẽ xong chuyện để còn đi ngủ. Jaekun sợ rằng lát nữa anh sẽ ảo giác đến mức nhìn thấy Mư Ư biến thành sư tử hay con gì kinh khủng khác. Đúng lúc này, Jaekun phát hiện Mư Ư đang ngồi ở ngay gần đó. Anh bèn bế Mư Ư lên và nựng bé mèo. Nào ngờ, boss Mư Ư đang ngoan ngoãn, bỗng trở mặt, cắn vào tay Jaekun một cái thật mạnh. May là Mư Ư quá dễ thương nên Jaekun cứ thế bỏ qua. Chỉ có John với bộ lông có hình đầu lâu là rất kỳ quái. Đôi khi, Jaekun tự hỏi không rõ John có phải mèo thật không. Khi nhìn vào phòng khách, Jaekun lại tiếp tục ảo giác khi thấy John biến thành một ông già đang xem TV. Anh vội quay lại phòng làm việc, cố gắng hoàn thành việc để đi ngủ, bởi anh nghĩ mình đã quá mệt rồi. Bỗng John từ đâu lại xuất hiện, hoàng thượng nhảy tót lên lòng Jaekun và nằm ngửa để nhìn anh, khiến Jaekun toát mồ hôi vì không rõ John bị làm sao. Nào ngờ sau bao tháng ngày bị lũ mèo bơ đẹp, cuối cùng Jaekun cũng được đáp lại tình cảm. Lần đầu tiên kể từ khi sống ở nhà này, mèo John đã kiss kiss với Jaekun. Cảm nhận sự ấm áp từ việc được hoàng thượng liếm những ngón tay mỏi mệt, Jaekun hạnh phúc đến tưởng như mình vẫn đang có ảo giác. Trên đây là những câu chuyện đầu tiên của tác giả Junji Ito trong hành trình lấy lòng và học cách chung sống với hai hoàng thượng John và Mư Ư. Nếu các cậu thích thú với cuộc sống đời thường và nuôi mèo đầy màu sắc của Sensei, hãy like video này và để lại comment phía dưới để chúng tớ có thêm động lực làm tiếp những câu chuyện nhỏ vui vẻ và kỳ quặc tiếp theo của John và Mư Ư nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out!